À, sư cho con hỏi làm thế nào để con có thể vượt qua được những mất mát trong cuộc sống như mất việc, mất người thân, mất tài sản? À, có một người phụ nữ được nhắc đến trong kinh tạng. Bà vốn là con của một gia đình khá giả, cha mẹ thì nhốt bà ở trên giống như trên lầu và không có cho tiếp xúc bên ngoài, và bà đem lòng thương cái anh lập công, anh nô lệ, và thế là hai người bỏ nhà đi. Đến khi sinh nở thì bà về, bà có lòng muốn về mà anh chồng anh sợ, anh không cho. Thì cứ gần tới ngày đẻ đó thì bà dùng dằn bà về, thì anh chồng anh kéo lại. Hai bận như vậy đẻ hai mặt con. Tới cái lần thứ ba đó thì trên đường anh chồng cũng đuổi theo để bắt về, không có cho bà vợ để về nhà. Trên đường đêm tối bà chuyển dạ, đau đẻ. Anh chồng anh đi kiếm củi, trời thì mưa gió. Nhưng mà anh chồng khi anh đi kiếm củi như vậy đó, anh bị rắn cắn chết. Bà vợ sau khi trải qua một cái cơn vượt cạn thập tử nhất sinh, đội mưa đội gió đi tìm chồng thì thấy là chồng đã chết. Không còn chỗ nương tựa bà mới về. Khi lội qua sông, bà ẵm một đứa qua sông để đứa kia ở lại chờ. Khi bà lội qua dòng sông rồi đó, bà quay trở lại để bà đón đứa còn lại. Thì khi bà đến giữa dòng đó, thì cái đứa mà bà đã dẫn qua sông đó, bị con diều nó bắt đi. Bà quơ tay bà xua đuổi để cho con diều nó sợ, nhưng mà con gì nó đâu có sợ. Mà cái đứa còn lại ở bên dòng đó, nó thấy bà mẹ nó giơ tay, tưởng bà mẹ kêu nó và nó chui xuống sông và nó bị nước cuốn. Thế là giữa hai dòng nước như vậy, con đứa thì chết, đứa thì bị diều bắt đi. Thế là chết hết tất cả đứa con. Khi bà về thì bà hay tin là cái cơn mưa đêm qua nó làm cho nhà sập và cha mẹ của bà đã chết hết rồi. Khi đó đó, mất chồng, mất con, mất luôn cả cha mẹ ruột, bà không còn chỗ nương tựa. Bà điên loạn và bà thất tha thất thiểu và đi. Khi bà đến tịnh xá Kỳ Viên, khi đó, Đức Thế Tôn thấy bà từ xa và bằng cái tâm từ và bằng trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, Ngài đã nói với bà: nước mắt mà con đã khóc trong vô lượng kiếp do mất chồng, mất con, mất cha mẹ, nó nhiều hơn nước ở trên bốn biển, mà con vẫn còn khóc nữa hay sao? Thì khi bạn nghe như vậy, bà sực tỉnh. Và từ đó đó, bà quy y và nương tựa nơi Đức Thế Tôn. Sư kể câu chuyện này ra để làm cái gì? Để quý vị hiểu rằng đó, những sự mất mát từ công ăn việc làm cho đến người thân, thì tất cả những cái đó bao gồm luôn cả tài sản, sức khỏe, danh vọng, địa vị. Chúng ta đã đối diện với những cái đó nó vô số kiếp rồi, không phải ở cái kiếp này mà mình gặp những cái trường hợp này, mà mình đã gặp lặp đi lặp lại những trường hợp này rất là nhiều rồi. Chưa chán, chưa chán. Có một bà hoàng hậu, bà thiêu xác nhà vua ở cái bãi thiêu và bà ngồi bà khóc. Đức Thế Tôn đến và Ngài nói là: tại sao bà vẫn tiếp tục khóc? Bà đã khóc nhiều đời nhiều kiếp rồi, khóc nhà vua nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bà mới hỏi đó:
Thế Tôn đang nói nhà vua nào và hoàng hậu nào? Đức Phật nói là đã vô số kiếp rồi, cũng tại nơi đây, cũng chính bà là hoàng hậu, cũng thiêu chính cái người chồng này, và ngay tại nơi đây bà cũng khóc. Bà đã lặp đi lặp lại cái chuyện này đó vô số kiếp rồi và bà vẫn chưa thấy chán. Giống như những cái người nghệ sĩ khi họ lên sân khấu, họ diễn một vở kịch, khóc cười mất mát đau khổ sống chết trên sân khấu, sau khi tấm màn khép xuống họ lại đi đến một chỗ khác, họ lại diễn cùng một vở diễn, cũng lại khóc lại cười lại sống lại chết. Rồi sau khi tấm màn dẹp xuống họ lại đi đến một nơi khác nữa, họ lại diễn đúng một vở cũ, lại khóc lại cười lại sống lại chết. Nếu mà quý vị hỏi là người nghệ sĩ, nếu mà họ diễn một cái vở đó mà họ diễn cả đời, họ có bao giờ họ cảm thấy nhàm chán hay không? Sư không biết cái người nghệ sĩ họ sẽ mô tả như thế nào, nhưng mà đối với mình, nếu như chúng ta biết là những cái chuyện chúng ta đang làm như vậy nè, chúng ta lặp đi lặp lại, nó không có mới mẻ gì hết, chỉ cùng một việc mà chúng ta đơn giản, chúng ta cứ lặp đi lặp lại thôi. Có bao giờ quý vị có cái cảm giác mà người Pháp là déjà vu, tức là rõ ràng là mình đã thấy cái này rồi, mình đã làm cái chuyện này rồi, mình đã lặp đi lặp lại cái chuyện này rồi? Thì có nhiều cách giải thích khác nhau cho cái trường hợp này, nhưng mà sư có một gợi ý, đó là ở đời, ở nhiều kiếp trước mình cũng đã diễn lại đúng cái vai này, cũng sinh ra do cái tiền nghiệp nó dẫn đến những cái khuynh hướng tâm lý, và mình vẫn tiếp tục làm những cái chuyện như vậy đó, vẫn tiếp tục đi làm bao nhiêu đó chuyện, nói tiếp xúc với bao nhiêu đó người, làm bấy nhiêu đó nghiệp thiện ác, rồi bắt đầu có danh có lợi, mất danh mất lợi, cũng lại khóc lại cười lại sống lại chết. Chúng ta cứ diễn đi diễn lại một vở kịch. Cho nên chúng sanh là một cái dòng luẩn quẩn, họ không có thoát ra khỏi. Chúng ta cứ diễn đi diễn lại một cái vở tuồng, một vở kịch mà mình không bao giờ mình biết chán. Cho nên hãy suy nghĩ là thế gian này vốn dĩ nó vô thường, nhưng mà do chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của lời dạy Đức Thế Tôn, không chịu thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, cho nên mình cứ tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử, rồi thì mình vẫn cứ tiếp tục diễn hoài những cái vở như thế này. Và hãy hỏi mình á, đã chán hay chưa, đã chán hay chưa? Chán rồi thì lo tu, chán rồi thì lo thực hành những phương pháp đi đến con đường thoát khổ, hơn là mình ngồi đó mình ủ rũ than khóc cho những ngày đã qua. Phật giáo không phải là bi quan, cũng không phải lạc quan, Phật giáo là một sự thật, nói lên một sự thật, tức là cái sự thật rằng chúng ta đã diễn cái cảnh này nhiều lắm rồi, diễn đi diễn lại, diễn đi diễn lại rất là nhiều rồi. Cho nên hãy tỉnh ngộ đi, hãy tỉnh đi ha, hãy tỉnh đi. Thực hành những phương pháp Đức Phật dạy đưa đến con đường giác ngộ giải thoát. Nếu như quý vị chưa xuất gia được thì cũng hãy là một người cư sĩ thiện lành như lời Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng, tức là hãy ráng thực hành bố thí, ráng giữ gìn giới hạnh trong sạch và ráng tu tập các đề mục thiền định, thường xuyên suy nghĩ rằng đi, ngày hôm nay mình đã làm được những cái điều lành nào, thường xuyên suy nghĩ rằng đây là việc nên làm hay không nên làm, đây là thiện hay bất thiện. Đấy. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta có sự tu tập đưa đến con đường giác ngộ giải thoát. Và nhớ khi làm bất kỳ một cái điều thiện nào thì hãy hướng cái quả phước đó đi đến con đường giác ngộ giải thoát, thì mình mới chấm dứt được những cái đau khổ này. Xin lặp lại một lần nữa ha, khi đối diện với những cái mất mát, những cái đau khổ trong cuộc sống đấy, hãy hiểu rằng chúng ta đã gặp
và đã lặp đi lặp lại cái chuyện này rồi, nhiều lần lắm rồi, nhiều lần lắm rồi. Nhàm chán đó. Không phải mình sợ cái sự mất mát mà mình nhàm chán cái sự mất mát. Cái chán đó. Mình đã rất nhiều kiếp rồi, nhiều kiếp như vậy lắm rồi, chán. Và hãy đi đến con đường thực hành để đạt được hạnh phúc tối thượng như lời Đức Phật dạy. Nhờ như vậy mình mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.